Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Bàng hoàng đắng cay, Tuấn Vũ lại chìm trong rượu bia để tự dằn vặt chính mình, mất niềm tin vào cuộc sống. Ông cũng từ bỏ nghề hát, sống lặng lẽ, đày đọa bản thân trong suốt 4 năm. Sau đó, nhờ có những người bạn chân chính, Tuấn Vũ lại đứng dậy sau vấp ngã, làm lại từ đầu với âm nhạc. Năm 30 tuổi, Tuấn Vũ kết hôn cùng một người phụ nữ gốc Hoa. Cả hai có một cậu con trai kháu khỉnh. Khi ấy, Tuấn Vũ hạnh phúc và tự hào lắm vì cảm thấy mình đã có riêng một mái ấm thực sự ở xứ sở cờ hoa. Thậm chí ông cho rằng chính mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian vì có vợ đẹp, con ngoan. Tuy nhiên, cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng với người đàn ông này cả. Gia đình vợ sau đó đã đề nghị Tuấn Vũ phải lựa chọn giữa việc về quản lý chợ mini cho gia đình hay tiếp tục ca hát, trăn trở suốt một thời gian dài. Tuấn Vũ quyết định đi theo nghiệp cầm mic, hôn nhân đứt gánh. Một lần nữa Tuấn Vũ lại tạm dừng ca hát trong 4 năm. Ông nhận trách nhiệm nuôi con, vì thế ông vẫn cố gắng liên lạc với vợ cũ để con có đủ tình yêu thương của bố mẹ. Năm 2000, ông trở về Việt Nam và trở lại với âm nhạc. Đứng trên sân khấu, cảm xúc của ông vẫn vỡ òa khi nhận được những tràng pháo tay và những lời khen ngợi của khán giả. Nhưng ông không chọn đi bước nữa. Ở tuổi 63, ông vui vẻ với cuộc sống độc thân. Ông viết trên trang cá nhân, cười nhiều lên một chút với bạn bè, người thân, với những người mỉm cười với ta và cả những người ta tình cờ gặp mặt, dù không phải là người thân thiết. Sự ra đi của cố nghệ sĩ Chí Tài là tổn thất lớn đối với showbiz Việt. Trước khi qua đời, nghệ sĩ Chí Tài vẫn làm việc miệt mài và vẫn còn nhiều chương trình đang dang dở. Một trong số những chương trình đó là tắc show của riêng anh mang tên Chí Tài lên mây. Dù Chí Tài đã ra đi, nhưng chương trình vẫn tiếp tục được lên sóng. Trong số mới nhất, Chí Tài tâm sự nhiều kỷ niệm về mình với danh ca Tuấn Vũ. Về Tuấn Vũ, tôi rất ấn tượng với ông ấy vì hát nhạc quê hương mà tóc rất hiện đại, bốc lửa như ca sĩ hạt New Way vậy. Tuấn Vũ là một giọng hát đặc biệt của những năm tháng còn nghèo khó, khi mọi người còn chạy theo xe kẹo kéo. Tuấn Vũ cũng là người tôi được làm việc kề cận khá nhiều. Tôi thường xuyên chơi nhạc cho ông ấy. Tuấn Vũ là ca sĩ nổi tiếng nên show rất nhiều. Giọng hát Tuấn Vũ vô cùng đặc biệt, không giống ai hết. Đó là một giọng hát rất ngọt, nghe tới nghe lui cũng không chán. Trời phú cho Tuấn Vũ có giọng hát tuyệt vời như vậy. Mọi người ít ai biết rằng ngoài giọng hát, Tuấn Vũ còn có khiếu kể chuyện tiếu lâm rất vui, hóm hỉnh. Dù câu chuyện đó ông kể đi kể lại đến 10 lần, quen cả cốt truyện rồi, nhưng mỗi khi ông ấy kể tôi vẫn cười. Đó là cái duyên riêng của Tuấn Vũ. Ngày xưa tôi có một phòng thu riêng, Tuấn Vũ là một trong hai nam ca sĩ đến phòng thu của tôi thu âm rất nhanh, hát vèo phát là xong. Đó là điểm đặc biệt của ông ấy. Thường thường nhạc sĩ chúng tôi phải ngồi dưới bấm máy cho ca sĩ thu âm. Nhiều ca sĩ rất kỹ tính, hoặc có những người không quen phòng thu âm nên hát rất lâu. Nhiều khi họ thu một bài từ 3 đến 5 tiếng, thu lâu như thế là chết rồi, mình sẽ lỗ tiền phòng thu. Vì thế tôi phải ra luật, mới là bài chỉ cho thu trong 2 tiếng là tối đa, quá đó thì tính tiền giờ. Nhưng riêng Tuấn Vũ và Thái Châu, mỗi lần vào thu lại chỉ hát đúng một lần. Tôi thu xong cho Tuấn Vũ nghe lại và nói anh có muốn sửa thêm gì không? Nhưng Tuấn Vũ chỉ nói không, có hát lại cũng thế thôi. Tuấn Vũ hát nốt nào trúng nốt đó, tình cảm, cảm xúc đều dạt dào. Tuấn Vũ rất ghê ở chỗ đó. Trong một buổi thu âm, Tuấn Vũ có thể hát đến tận 4-5 bài là chuyện bình thường. Thu xong rồi đi về, mỗi bài ông ấy chỉ hát trong nửa tiếng là xong xuôi. Hiện tại lâu lâu tôi mới gặp được Tuấn Vũ vì ông ấy ở nước ngoài. Tuấn Vũ bây giờ vẫn gầy như que củi, không để tóc New Way nữa mà đội mũ nhiều vì một vấn đề tế nhị. Tôi không biết với cái mũ đó có cái gì, tôi phải giữ bí mật. Nhưng đội mũ như thế hoác ngoài trời rất nguy hiểm. Chẳng may đang hát mà gió thổi qua bay mũ thì không biết như thế nào, chuyện gì sẽ xảy ra. Mỗi khi đi lưu diện chung, tôi đề bảo Tuấn Vũ, ông đứng xa tôi ra. Tuấn Vũ có một điểm rất giống tôi. Tên thật của ông ấy là Tài, họ cũng là Nguyễn, Tuấn Vũ chỉ là nghĩa danh thôi. Tôi còn nhớ có một lần, tôi và Tuấn Vũ đi lưu diện chung. Tuấn Vũ check in máy bay trước, tôi vào sau. Tới lúc tôi vào, người soát vé hỏi tôi, ông check in rồi mà, sao lại check in lại lần nữa? Ông đừng có giỡn nữa, đề nghị ông đứng qua một bên để tôi tiếp khách. Tôi giận quá mới bảo, tôi không giận, tôi vừa mới tới. Tôi đề nghị cho tôi gặp quản lý, tôi mới tới mà sao cô nói tôi check in rồi. Quản lý đi ra check lại trên máy tính mới phát hiện ra Nguyễn Tài đi trước tôi chính là Tuấn Vũ. Từ đó tôi mới biết Tuấn Vũ cùng tên họ. Với tôi, câu chuyện này tôi nhớ mãi. Đến tận bây giờ, mỗi khi đi lưu diện chung, tôi đề bảo Tuấn Vũ, ông đứng xa tôi ra hoặc check in xa xa nhau một chút không lại nhầm. Tôi cũng không biết vì sao, Tuấn Vũ lại lấy nghĩa danh như vậy, thì tôi chỉ đi đánh đàn cho ông ấy thôi.
Trải qua những biến cố, danh ca Tuấn Vũ lựa chọn cuộc sống độc thân vui vẻ ở độ tuổi U70. Nỗi buồn sa mạc, người yêu cô đơn, phượng buồn, hẳn là những tác phẩm để đời gắn liền với giọng ca Tuấn Vũ, gieo thương nhớ cho khán giả với hình ảnh mái tóc xoăn bồng bềnh đặc trưng, nụ cười hiền từ. Ông hoàng nhạc sến Tuấn Vũ là người đến với âm nhạc khá muộn, dù đã bộc lộ tài năng từ năm 15 tuổi. Ca sĩ Tuấn Vũ, tên thật là Nguyễn Văn Tài, sinh năm 1959, quê gốc ở xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, nhưng lớn lên ở thành phố Phan Thiết. Năm 20 tuổi, Tuấn Vũ theo một người dì sang Mỹ định cư. Cuộc gặp gỡ định mệnh nhưng chẳng hề sắp đặt với ca sĩ Trúc Mai đã giúp cuộc đời chàng thợ tiện đầu tắt mặt tối sang trang mới. Từ đây cái tên Tuấn Vũ được ví như một ngôi sao sáng của dòng nhạc vàng. CD đầu tiên Gửi Về Em của Tuấn Vũ gây được tiếng vang lớn, số lượng phát hành lên đến 50.000 bản. Thời đỉnh cao vào những năm 1985 đến 1989, mỗi bài thu âm của Tuấn Vũ được trả 1.000 đô. Mỗi tháng ông thu trên 20 bài, số tiền ông kiếm được một năm cũng tới triệu đô. Từ một thằng thanh niên chưa học qua trường lớp nào, Tuấn Vũ bỗng trở nên nổi tiếng, được săn đón ở khắp mọi nơi. Ông dùng tiền mua nhà, mua xe, lao vào những cuộc chơi. Tất nhiên, cuộc chơi nào cũng phải trả giá. Là một người trọng tình nghĩa sang Mỹ, Tuấn Vũ thường cảm thấy mình cô độc nơi đất khách quê người. Chênh vênh trong lòng, Tuấn Vũ trao niềm tin tuyệt đối vào những người bạn, bởi ông luôn tự coi họ là gia đình thứ hai của mình. Vì thế, khi đã nổi tiếng, Tuấn Vũ kiếm được tiền thì đưa cho bạn giữ, mua nhà cũng nhờ bạn đứng tên. Nhưng đâu có ai có lòng bao dung đến như vậy. Sau một đêm, Tuấn Vũ bị chính những người bạn mình coi trọng đuổi ra khỏi nhà. Số tiền triệu đô cũng không cánh mà bay. Từ một triệu phú, Tuấn Vũ trở thành kẻ trắng tay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.